Icovet, chăn nuôi thịnh vượng. Gà này cứ tự rất nông nhau nên rất lông khác ăn. Xin chào tất cả bà con chăn nuôi. Hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người cái phương pháp cắt mỏ gà để cho nó đạt hiệu quả. Thì trại này thì họ cắt là rất chuẩn và đúng kỹ thuật đấy. Thì chúng ta cắt thì chúng ta chỉ có cắt cái mỏ trên thôi. Đấy, còn đâu là cái mỏ dưới này chúng ta để nguyên. Làm sao mà để khi cắt xong là mỏ trên bao giờ nó cũng ngắn hơn mỏ dưới. Thì con gà nó vẫn mổ được thức ăn và nó không rớt được lông. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Icovet mời hợp tác với các đại lý bán hàng offline tại cửa hàng, hotline, Zalo 0868155776. Tham khảo thêm tại trang icovet.vn.